các cô ơi, chưa hát si à? Chưa có người thôi. Vâng. Hội Ba Sơn xuất lễ. Đấy chị xe à? Hả? Đi xe cho xong à? Đừng cho lên như vậy. Đấy, thế có thể tiếp vào anh vào sớm em. Đâu nhỉ, 10 giờ đến đây. Anh chờ đội công này á. 10 giờ đến đây. 10 giờ đến đây rồi á? À? 10 giờ là bọn em sẽ tầm đi sớm thế á? Đi sớm thế á? Con này đi đâu hết chú nhỉ? Hả? Con này đi đâu hết rồi nhỉ? Đi ra ngoài kia rồi. Rồi kia kìa. Hai con mu to tướng rồi này. Chào anh nha. Đông người đi hội lắm rồi. Con 3 tuổi đấy, ba đấy à? Sao hai tông đi xử lắm? Tôi xử vô lắm, đi xử 3 tuổi quá. Mặt đỏ thế? Làm khá nhiều rượu. Thế à, uống ở đâu đấy? Có cùng anh em ở trên đấy. À, thế à. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên hương, nắm chặt con hẹn đôi sông sông. Ú, đông chưa, đông chưa. Thank you.
này cho em thi thể của chúng tôi, để tất nhiên thể hiện những đường đua của mình, thể hiện những đường phi đẹp mắt của mình là. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Tóc đẹp thế. Đẹp chứ. Ây dơ. Ôi đừng gầy. Xong tít, xong tít vừa. Chụp vào đây một bài đi. Dạ, vâng. Hát si chưa anh? Không hát được. Ở Đắk Lắk ra không hát được đâu. À thế á? Bắc Giang à? Đắk Lắk. À Đắk Lắk á? Đắk Lắk là có nhiều người hát mà. Nhiều nhưng mình không phải hội hát này. À, mình không phải hội hát đâu phải không? Ừ. Mình chỉ đi tán gái thôi nhỉ? Thế thôi, mình ăn trộm thôi. Vâng, ăn trộm là nhanh. Hát hao sức lắm. Vâng ạ. Ừ. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, cứ thấy mây đào ở vang bên. Đi cùng đôi này á? Chờ đôi này đi. Ấy ơ. Đôi này là đâu? Bên Thông á? Sơn Thông. Sơn Hồng. À, Sơn Hồng. Úi giời, nhiều hôm nay nhiều mù đấy. Hôm nay khá nhiều mu đấy nhờ. À, khá nhiều mu quá bằng quá. Ừ. Lâu chưa? Vào được một lúc. Ngủ trong này mà. Mẹ ơi trong. Thế ơi, Quyền ơi, hai chị em bán đây à? Vào sớm à? Vâng. Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người cùng em yêu xuân. Mong hạnh phúc cho đời, yêu như em yêu. Mong say đắm cho đời, đi về đừng quên em. Hôm nay rất nhiều mù. Hôm nay nhiều mù thế. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống phố xuân nắng cháy. Một con mù đây nữa. Hai chàng trai rất đẹp trai đang bán mu, đang bán mu. Ơi, không được bay đâu. Không cay đâu á? Hả? Ba Sơn, Ba Sơn đấy. Tí bạn đang hôm nay mặc áo nùng sẵn rồi, bán nhanh để con đi tán gái đây. Tí nữa là bán rồi đi tán gái. Hát phi xong rồi đi tán gái nhờ. Vâng. Thì là mưa nó này có gặp được bạn nào. Chắc là chắc chắn sẽ gặp. Úi giời. Đi. Cái xúc xích vừa to vừa dài. Đặc biệt.
Tí nữa túi để tiền, tiền đầy túi thế là đi hát thi nhờ. Tí nữa đó. Còn sớm lắm. Ôi dồi, bên này lại còn mu nữa này. Hôm nay rất nhiều lợn. Không nhiều, nhiều lợn quay cực. Các chị người Dao đang phi tiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye bye cho bác hello chứ. Cái hơi say. Và thi xăng. Cái nước với bà. Cái bà Bắc Giang cái mấy bà thi à? Các cô Bắc Giang chưa đi hát si à? Đi một vòng về rồi lại ngồi đây à cô? Chắc người ta đang ngồi uống rượu rồi. Thí khác có. Đây toàn các cô Bắc Giang đấy. Đông lắm nhỉ. Các người bạn Bắc Giang lai nó khác ăn khác con chủ lai xin đi. Đâu đi thì sớm mà. Các chú Bắc Giang đây. Trong này cũng đang uống rượu à? Trong nhà cũng còn người. À còn tí nữa. Tí hát xi nhỉ, cháu đi đã nhá. Đi hội á? Ừ. Có. Chào các anh nhá. Đi hội với các trai cao lâu Hải Yến. Hôm nay mưa phùn đấy. Trong này Bắc Giang nhiều lắm này, nhà này Bắc Giang đây không? Ừ, đây nhiều lắm. Rồi. Để anh vào tiếp đây.
xanh không? Hả? Hai chai cao lâu vào đây rồi vơ. Vừa đến đấy. Vâng, vừa đến à? Ôi, đây này. Ở trong cái nhà này Bắc Giang nhiều lắm. Đi vào hát xi đi. Đang chờ thằng bạn đấy. Đây là bạn đây á? Bạn đây có hát xi không? Có chứ. Bạn này tên là gì đấy? Gọi đó đi. Đi vào thi đi. Làng Thạch Khuyên. Bây vạt thi sang. Sang vả miêu vạt đi. Đất vả sang vả. À đất bạn sang mà. Đất vả sang vả miêu vạt đấy cân nặng đầy. Vả. Các cô gái mua xúc xích đông thế. Mua xúc xích xong đi hát thi á nhỉ? Đi hát thi thôi. Quay. Vâng. Ô em à. Bắt đầu hát xi rồi, bắt đầu hát xi rồi. Hát hay có hát không anh? Anh ấy có hát không? Đấy, gặp các bạn Bắc Giang rồi hát xi thôi. Bạn có hỏi bạn có thế nào? Trong này đang hát rồi á? Sáng. Ê, đừng mua bán con nào. Hát xi rồi á? Ơi! Các cô ấy hát xi chưa? Hát xi chưa? Các cô ăn chú không mặc áo đẹp à? Chú không mặc áo đẹp à? Vẫn đến chính bản xi nè. Đây bạn ơi. Đưa mà. Ấy các bạn lại miền Nam ơi. Bạn ơi để đấy. Còn miền Nam ra lẻ ra. Cứ bạn. Cứ bạn xuống đây ngồi bàn cái này. Cứ bạn chỗ ơi. Đi kiến à mà tôi tái thì tiêu. Tôi tái khẩu thì hơn có đó mình vậy. Đó. Bạn tỉnh. Có bay bạc kỳ vám đây à? Cái bà à? Bạc kỳ vám đấy con này à? Bạc kỳ vám cho con này à? Hả? Bắt đầu vả thi vơ. Vả thi vơ. Vả thi đi. Đây ra. Cái này trả lời cái nào coi.
bắt đầu hát thi rồi. Nó này hắn mới bán thế tức là phát khẩn mà mà đây. Đi hội à vơ. Và hát thi đó anh ơi. Và thi rồi đấy. Đang mời các chị Bắc Giang đấy. Đây này. มาเว้ยมาบ่าต่อยนะมาบ่าต่อยนะเด้เด้ท้าวแล้วก็มันมีครบนะครับต่อยนะมาๆๆ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 มา
Hội càng ngày càng đông rồi, bây giờ đông lắm rồi. Ủa mang cái chân xuống là được đấy. Bắt đầu làm rồi vợ, bên này cũng làm rồi vợ. Bên này happy rồi. Bây giờ phải đi lấy chân cay đã. Đi lấy chân cay đã nhá. Quý vị chờ đón xem các video hát thi nhá. Đi lấy chân cay về cay đã nhá. Chân cay để hơi xa rồi, phải đi lấy đã. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lòng. Hát thi đi anh. Đường đà phong kín cánh mong manh tâm hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi. Liễu dù mà chi đêm tân xuân. Bạn Thí à? Đêm tân xuân, Hồ Gươm sao long lanh. Và thí xăng. Và thí xăng. Cái bà. Thế này. Mấy xa, cái bao này ra. Cái bao này ra. Ý, dạ. Ý.
đẹp trai vớ chú ạ. Đẹp trai lắm. Ôi giời ơi. Phải vậy chứ. Vâng, thôi cháu đi nhá. Tí hát si đã. Vâng ạ. Đêm tân xuân, hồ gươm sao long lanh, hoa mai rơi, dù nhau nơi phương xa, đường phố vắng ánh đèn, chạnh lòng tôi như tới người em. Tôi có người em gái, tôi chấm dâng hương, mắt nồng dồn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều, ôi tình yêu. Áo, mi mi lọ phải với cái bà này à? Hết bên này mi mi lọ phải lô. Đặt hàng nha anh ơi. Giữa chân trời sớm mát, nàng đi gót hàng, nàng đi trong dạ sao đầy. Nàng đi gót hài xanh, nàng đi trong dạ xa đầy, đường xưa cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi tay, thường tình đổ lỗi bên cô đơn trong ai người. Trong này đông thế. Các chị gái xinh đẹp đang ngồi trong này uống bia rồi, uống rượu rồi. Bà thi với cái con à? Vả luôn. Vả luôn. Thì mò tôi vả. Đấy, các chị bác Giang em này. Dạ, nó phải ra. Ở nỗi mừng đón Tết vắng bóng người đi nữa. Anh ơi đi hát xì chưa? Chưa. Ui nó bấy văn này. Mình mì lò bấy vơ. Đồng Lai vơ. Vâng, Đồng Lai. Đấy, về cho bà lớp con.
đời như hoa tiên tiên đó, đời như hoa tiên tiên đó. Phấn đồng sông cô mai hạnh phúc đây, phấn đồng sông cô mai hạnh phúc khôn chứng sức mạnh thế cai đúng. La 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 la. Ây dơ, ta đầm vơ. Kenan-kenan nó. Kenan-kenan mi to chén nó. Phải vào thí với cái bà. Ờ, thì mình cứ đi bên cạnh thôi. Phải à? Phải à, năm tuổi là trong sao tháng trên đó. Phải thí sang cái bà. Sang bà. Sang bà. Ờ. Sang mi bao à? Sang mi cân, sang để kiếm tông giá kẹt với nước bà thí. Ồ, bà không khăm khỏi kính à? Ờ, hàm này tốt tông giá lẹo quá, cái nương một thiếu nữa. Ờ, trong này. Các cô gái đẹp này đi hát si đi. Là cái hả? Cần hát đấy nha. Ừ. Là cái cầm mày. Ờ, mi lao nè. Hàn ăn lá xài, mi hàn ăn mưa xài. Cái thong cần đây tháo này ính nghe. Ây dơ. Hơi vạt thí mi. Vào đấy. Cô gái. Bị lắng à? Bị tuần nón xem đi. Ô. Áo lẩu mà bối cũng đến đấy. Đang xịt xương phát là chiều này xuống hết. Ây dơ. Ba còn có cái gì xịt nữa. Ây dơ. Các cô gái này ở đâu đấy? Ở đâu đi hội đấy? Cao lâu á? Gái cao lâu mà. Thế à? Cao lâu bản đáo? Cao lâu Nà Ba. Ô, tối qua ngủ Nà Ba mà. Thế tối qua có nhảy không? Có. Tôi qua đội gì nhỉ? Thanh niên à? Thanh niên. Thế à? Trong mũ ở Cao Lâu đấy. Ờ. À. Hôm qua ngủ nhà nhà anh. Nhà Lý gì nhỉ? Đi lượm Lý Thương á. Đi cũng đi cay ấy, cay một tí ấy. Ở gần nhà kiên tên này. Máy à? Máy à? Máy. Lý Máy ấy, Lý Máy. Máy. Ờ, bôi cái này vào cá. Nhà ai đây? Cái này không cá, đừng bảo tôi cắn đi cá cái bà. Nhà ai lơ, phải mưu theo lơ. Ờ, ngăn tục các cứ phải theo lơ. Ờ ơi. Cắn không có nghe phổ phương. Mưa ít thôi nha. Ngăn tục cứ phải theo mới chắc lò mưa. Cắn không biết nào, cắn không biết nào. Ê ơi, các gái cao lâu đẹp á nhỉ. Đá bóng được giải gì, đại đá ba hay là cái gì nhỉ? Hay là làm gì nhỉ? Nhảy chứ nhỉ? Nhảy thôi, hôm nay nhảy thôi. Tối qua thấy lên Facebook. Nhảy ở mầm vơ, biết thế mình biết thế xuống cây được không nhỉ? Qua liên hoan. Ờ, biết thế xuống cây một tí nhảy không nhỉ? Sao con xuống? Thế lúc ấy đang ăn cơm. Ăn cơm ở cái nhà anh mày á? Ăn cơm ở nhà nhà cạnh đường ấy, xuống nhà cạnh đường ấy, hát thi đấy mà. Ờ, bóng đúng rồi, nhà anh.